Đây là mẹ với con này, mẹ thì sau cái thời gian nuôi con thì lông nó gọi là sư con nhà bà xác rồi. Bác Hà Bay đi sâu và đấy, Hot Girl đấy, chú chụp cháu đi. đeo áo này đi, bay đi sâu đấy. Bác Hà xù trắng, đẹp, giá rẻ. Đàn này thì có một con chó cái là sẽ vào Sài Gòn. Đó. Đây, chó con đây. Rồi. Về chưa? Quá đẹp luôn. Bạc Hà trắng. Quá đẹp luôn. Bây giờ thì cái lớp lông này cho mọi người nhìn kỹ một con thật là gần. Nhìn cái lớp lông của nó là cái lớp lông cứng của nó bắt đầu mọc lên rồi, nó có độ xù lông rồi. Đó. Ra ngoài trời nắng thì nhìn con chó nhìn trông nó da màu trắng theo kiểu là trắng cho ta đấy. Đẹp luôn. Đó. À, trời đó đâu mẹ còn sữa đâu mà cho con bú. À. Queen còn sữa không mà cho con bú. Con sữa không mà cho con bú như thật đi. Queen còn sữa không? Đó. Một mẹ. Đàn này có 5 con thì 3 con đực và 2 con cái thì một con cái sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh. Còn 3 con đực thì có mấy anh em thì đều đang quan tâm đấy nhưng mà đều muốn là đến trực tiếp đến xem rồi bắt luôn. Chưa có chuyển khoản, chưa có chốt thì chưa có tính. Thì chờ mấy hôm nữa là mọi người có thể đến mọi người xem cho mọi người đến xem trực tiếp được. Còn gì đâu mà cho con bú, thôi chạy đi. Queen chạy đi thôi. Ui sổ chiều con này, ui sổ. Mày lại cho nó bú rồi. Sữa thì top hết vào rồi, làm gì còn tí sữa nào đâu mà cho con bú. Gọi là Đây. mút cho nó vui. Đây. Gọi là mút cho vui thôi, chứ không còn sữa. Cái con chó mẹ bây giờ mà so với cái lúc mà nó còn lúc mà nó chưa đẻ thì cái bộ lông của nó nhìn nó khác biệt hoàn toàn luôn. Bây giờ thì lông nó thưa lắm rồi. Thôi con nồi bên ngoài thế nhá, không có vào đây đâu. Đó, mẹ chiều con thế. Ti của mẹ là không còn sữa đâu. Ti của mẹ không còn sữa đâu nhưng mà vẫn chiều con cho con bú. Đó. Lông của mẹ là lông trắng đó nhưng mà sau thời gian chăm con thì nó ra cái màu này rồi. Nó bẩn. Đó. Còn lớn tướng rồi mẹ vẫn còn chiều cho con bú mà mẹ thì hết sữa rồi. Nó vẫn chiều cho con bú. Đó. À, nhận ra thằng này là thằng đực nghịch cơ, thằng đực nghịch và lông mũi của nó bị rụng lông mũi đó, nay mọc lại rồi. Đây là con đực đực bé, đực còi đó. Đó. Đàn này thì về cái lông của nó thì chắc là không cần phải nghĩ, nhìn cái độ dày của cái lông này. Lông nó rất là bông. Nào kinh đâu ra đây xem nào. Ông Bắc Hà này. Ông Bắc Hà non này. Bông lông và hai lớp cái lớp xù lên là cái lớp xù lên là nó rõ ràng luôn này. Đó. Đó. Có một lớp dựng hẳn lên so với một lớp còn lại. Đàn này có 2 con cái thì mình có giữ lại một con để mà gây giống. Còn một con thì nhường cho một cái anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu ra nghịch lá.
Ừ, lòi vào đây chăm con hộ con quy nè. Hả? À? Lòi có sữa có cho mấy con này nó bú không? Không cho nó bú thì vào đây làm gì? Hả? À? Mẹ sơ xác rồi, chăm con sơ xác luôn. Sơ xác vì chăm con. Hôm nay thì chắc chắn là hai con đực to kia là chắc chắn là phải được 7 cân rồi. Chắc chắn là phải được 7 cân rồi. Hôm trước cân là đã 6 cân rưỡi rồi. 6 cân rưỡi, 6 cân 7 rồi. Hôm nay chắc chắn 7 cân. 2 tháng mấy ngày. Đợt này là tiêm vaccine muộn. Nên là 2 tháng mấy ngày nó mới tiêm mũi 2. Chứ bình thường nếu mà tiêm vaccine sớm thì khoảng tầm năm mấy ngày là tiêm xong 2 mũi rồi. Ừ. Đấy, nhìn nó gần cao, gần to bằng con cọc luôn rồi. Nào con mờ xích ra kia để anh quay mấy con chó con nào. À, con lòi. Nồi ngồi gọn vào một chỗ đi, chờ anh tí tí nữa rồi chơi. Đấy, anh đang làm đấy, có biết không? Đang quay mẹ con Queen. Đấy. Ừ, bắt đầu nô. Bắt đầu nô rồi. Thôi con lòi này anh nói có nghe không nhỉ? Lòi mà anh nói không nghe là anh cho lòi vào trong chuồng nằm đấy. Ờ. Yên để quay mấy con chó con.